Mình chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội đã diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Áp thấp nhiệt đới tiến thẳng vào Biển Đông, hai kịch bản khi mạnh lên thành bão. Từ 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ có khả năng mạnh thêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 15 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Cảnh báo diễn biến bão. Từ 48 đến 72 giờ tới, từ 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ có khả năng mạnh thêm. Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng đã có những nhận định về diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Theo đó, ông Hưởng phân tích sẽ có hai kịch bản đối với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Thứ nhất, khả năng cao. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, sẽ di chuyển lên phía Bắc và đi vào đất liền khu vực Trung Quốc, xác suất khoảng 50-60%. Đây là kịch bản thời tiết xấu chủ yếu diễn ra trên Biển Đông. Thứ hai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, sẽ có thể đổi hướng về phía Tây và di chuyển vào khu vực đất liền nước ta, xác suất khoảng 40-50%. Với diễn biến này, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ ảnh hưởng tới đất liền vào khoảng ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 và gây ra một đợt mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, theo ông Hưởng, diễn biến của áp thấp nhiệt đới còn nhiều sự thay đổi do chịu tác động bởi nhiều hình thái thời tiết. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 15 tháng 7. Khu vực Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Sau có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, khu vực vùng núi có nơi dưới 24 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, khi nào bão số 1 sẽ ảnh hưởng đến đất liền? Áp thấp nhiệt đới đã vào khu vực Biển Đông và đang mạnh lên. Ngày 18 tháng 7, bão đã bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết đất liền miền Bắc
cùng với hoàn lưu bao trùm toàn bộ Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 15 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ có khả năng mạnh thêm. Rạng sáng ngày 16 tháng 7, trung tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 770 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Rạng sáng ngày 17 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 450 km về phía đông. Lúc này, cường độ mạnh nhất cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Sau thời điểm trên, bão giữ hướng đi và vận tốc, tiếp tục tăng cường độ. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, nếu bão đi chệch chủ yếu theo hướng Tây sẽ tác động trực tiếp đến thời tiết đất liền Việt Nam. Hình thái này có thể gây ra đợt mưa rất lớn cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trước mắt, trong ngày 15 tháng 7, vùng núi và vùng Trung Du Bắc Bộ xuất hiện mưa rông với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có lượng mưa dao động từ 20-40mm, nắng nóng chấm dứt ở các khu vực trên. Tương tự, ngày và đêm nay, mưa rông nguy cơ xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Trên biển, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nguy cơ mạnh thành bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió cũng mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 3,5-4,5m, biển động mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nhiều mô hình dự báo đưa ra nhận định, sau khi áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, hình thái này có thể đạt cường độ mạnh nhất 130 km/h, tương đương cấp 12 vào rạng sáng ngày 17 tháng 7. Sau đó, tâm bão vượt qua bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, giảm sức gió xuống cấp 11 và áp sát vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Ngày 18 tháng 8, bão bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết đất liền miền Bắc với vùng hoàn lưu bao trùm toàn bộ Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Bão sẽ di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc và sẽ tiếp cận phía Bắc đảo Hải Nam vào khoảng ngày 17 tháng 7. Sang ngày 18 tháng 7, bão có khả năng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ xác suất 60% hoặc khu vực đất liền phía Nam Trung Quốc xác suất 40%. Khi tiếp cận phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc, bão có thể đạt cấp gió 10, 11, giật cấp 12. Vào thời điểm này, chưa thể dự báo cấp độ gió khi bão đi qua đảo Hải Nam Trung Quốc. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, khả năng vào ngày 19 tháng 7, khả năng có thể hình thành thêm một cơn bão khác trên biển. Cơn bão này, nếu hình thành, khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Để phòng tránh những tác hại của bão, chuyên gia khuyến cáo bà con đánh cá xa bờ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và vịnh Bắc Bộ, ven biển Bắc Trung Bộ nên chủ động vào bờ sớm và không nên ra khơi từ ngày 16 tháng 7. Người dân các tỉnh ven biển miền Trung, Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ nên cắt tỉa cành cây, gia cố bảng quảng cáo ngoài trời. Còn 4 đến 6 cơn bão sẽ đổ bộ vào nước ta, đề phòng cơn bão phức tạp về quỹ đạo và cường độ. Từ nửa cuối tháng 7 đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 9 đến 11 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Còn 9 đến 11 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay trạng thái khí quyển và đại dương đã ở trong điều kiện El Nino. Dự báo từ nay đến khoảng những tháng đầu năm 2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 85-95%. Dự báo đến khoảng các tháng giữa năm 2024, hiện tượng El Nino có dấu hiệu suy yếu dần và có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính trong các tháng nửa cuối năm 2024 với xác suất khoảng 50-60%. Mùa bão trên Biển Đông xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Thời kỳ đầu tháng 5 năm 2023 đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới vào khoảng ngày 5 tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới này suy yếu ngay trên khu vực giữa Biển Đông. Tính đến thời điểm nửa đầu tháng 7 năm 2023, số lượng bão áp thấp nhiệt đới thấp hơn so với giá trị trung bình nhiều năm, khoảng 2-3 cơn.
Dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết từ nửa cuối tháng 7 đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 9 đến 11 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Thời gian bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng xảy ra chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ nửa cuối tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, tại khu vực từ Trung Trung Bộ đến các tỉnh phía Nam, đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Từ nay đến cuối năm, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 8 năm 2023, với số ngày nắng nóng cao hơn với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 9, nắng nóng còn có khả năng xảy ra ở Bắc và Trung Trung Bộ với cường độ giảm dần so với tháng 7 và tháng 8. Trong những tháng mùa đông năm 2023-2024, số ngày rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền Bắc và có khả năng sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng những đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như sương muối, băng giá, mưa tuyết. Ông Lâm cảnh báo, bão áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng mưa lớn, nắng nóng, dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi cả nước. Nắng nóng năm 2024 sẽ xuất hiện sớm. Từ tháng 2 năm 2023, nắng nóng chủ yếu chỉ xuất hiện cục bộ ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Nắng nóng diện rộng bắt đầu xuất hiện từ 10 ngày cuối tháng 3 năm 2023. Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên năm 2023 rất đặc biệt vì đã thiết lập nhiều giá trị lịch sử mới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ tháng 3 đến giữa tháng 7 năm 2023, cả nước đã xảy ra 8 đợt nắng nóng trên diện rộng. Tháng 3 đến tháng 4 năm 2023, nắng nóng diện rộng chủ yếu xảy ra trên khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nắng nóng diện rộng khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ xảy ra từ đầu tháng 5 năm 2023. Đáng lưu ý là các đợt nắng nóng từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 6 năm 2023 đều xuất hiện giá trị lịch sử mới được thiết lập của nhiệt độ cao nhất tuyệt đối so với giá trị lịch sử trong cùng thời kỳ, đặc biệt giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối tại Tương Dương, Nghệ An 44,2 độ C vào ngày 7 tháng 5, được đánh giá là giá trị nhiệt độ ngày cao nhất trên cả nước đã từng được quan trắc. Giá trị cũ là 43,4 độ C tại Hương Khê, Hà Tĩnh, thiết lập trước đó vào tháng 4 năm 2019. Dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023 phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Trong mùa đông năm 2023 đến năm 2024, nền nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Cụ thể, tháng 11 năm 2023 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1,0 độ C. Tháng 12 năm 2023, tháng 1 năm 2024, nhiệt độ cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tháng 11 năm 2023, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C. Tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5 đến 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong thời kỳ từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Thời gian bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta phù hợp với quy luật khí hậu, các tháng từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2024 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực Nam Bộ trong các tháng 2, tháng 4 năm 2024, tại các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng bắt đầu từ khoảng tháng 3, tháng 4. Số ngày nắng nóng trên toàn quốc có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Đề phòng gió mạnh trên biển do tác động của gió mùa Đông Bắc ở khu vực Biển Đông trong những tháng đầu năm 2024 và tác động của gió mùa Tây Nam từ khoảng tháng 5, tháng 6 tại khu vực giữa và Nam Biển Đông. Dự báo có khả năng thiếu hụt mưa sẽ xảy ra trong các tháng đầu năm 2024, do vậy cần đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên toàn quốc, đặc biệt khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngoài ra, tiếp tục đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng chuyển mùa. Về xu thế nhiệt độ trung bình trên cả nước trong thời kỳ từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2024, lượng mưa trên toàn quốc có xu hướng thấp hơn so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Nam Bộ, lượng mưa có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Từ khoảng tháng 6 đến tháng 7 năm 2024, lượng mưa có xu hướng gia tăng và ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có những giây phút